Thế mày có thể giết John được như vậy? Hồi nãy là 180 độ luôn đúng không? Rồi cái đó có gì mà bây giờ dập lời đặc biệt tiếp theo, vòng lời đặc thứ 3 buổi tối ngày hôm nay. Ai chưa có vé giơ tay lên ạ. Và sau phần trình diễn của Sunny thì chút xíu nữa, vòng lời tiếp theo chúng ta sẽ gặp gỡ Suri quý vị nha. Rồi quý vị đừng ra về sớm, Suri chỉ có dở sân khấu đi thôi. Rồi ngay bây giờ, vòng lời tiếp theo chưa có vé giơ tay giùm em. Cậu biết rồi, hướng mắt thì sẽ chuẩn bị cho sâu quá nhiều. Vé là sắp tuồn chấn động như mẹ. Áo dài tôi rua 8 thước. Rồi cũng được, đầu tư chịu. Dân, thấy ta bán vé chứ dân. Ta đầu tư vậy còn mày hát 3 năm có cái đầm dân. Mà còn bị gắt nữa. Vô Sông gai
Sớm mai gì bảy gì mẹ. Sớm ca nhiều hả? Gì? Ngọn nghe gì cái táo gì? Sớm ca em nằm đây. Nằm xuống. Trời ơi, tự nhiên nằm cái đầu tới ba cái núi rồi nha. Tiếng cho kỹ là nha, tới ba cái núi rồi nha. Tới ba. Thảo ơi, lại chị Thảo ơi, không ai biết cái núi thứ ba chưa đó Thảo. Bà ca đi em. Thảo ơi, nằm đây rồi không ca nữa bà nội. Thương ca ơi, tao xin ca. Thương ca ơi, sao thương ca vui vậy? Trời, sao cha hay mày. Đâu, tuy rằng có biến mút nhưng mà là áo bí. Đừng có. Sơn ca. Cao bị đuối nước đó. Méo tới ngực luôn. Từ từ. Sơn ca. Sơn ca mà như cấp cứu vậy mẹ. Sơn ca chứ không phải băng ca. Sơn ca. Sơn ca. Tôi là ca. Rồi mày móc vô trong cái kia. Không có. Mày đưa vô miệng tao. Không có đâu ca, đi ca. Quý vị thấy rõ không? Lẹ đi ca đi. Nó mới móc, nó nhét miệng em phải không? Ca đi sơn ca. Sơn ca. Ca ơi. Ca. Trời má ơi. Cái mùi lỗ chân lâm. Không có. Tuyến nhờn. Yêu quá ca. Tôi tất muốn học máu. Thôi vậy được ca nữa. Năm 16. Ủa? Vừa qua đã có anh chị mình đạt giải vòng loại đặc biệt từ Hùng Cường, xin mời một vị chủ nhân lên lại. Rồi xin mời em trai lên dò số giùm cho Hùng Cường nha. Why we have to close this? Rồi chúng ta đang bán cho quý vị là vòng loại đặc biệt tiếp theo trong buổi tối đêm nay luôn quý vị nha. Vẫn là một tờ lá vé là 30.000 đồng hả quý vị? Lời lỗ chị ơi. Rồi dân qua kia nha, dân nha. Rồi em trai giới thiệu giùm cho giới thiệu tên gì? Hồng Pháp hả? À tên Pháp. Rồi dòng loại đặc biệt 5441. Con số 2. Có 1. Sorry quý vị nha, tại vì giờ này là 10 giờ đó, cái tần suất âm thanh tụi mình phải bị giảm xuống chút xíu, cho nên nó là để mà không tắt lên trời quý vị. Em xin kéo cái phần này lại chút xíu, quý vị thông cảm dùm em từ 10 giờ nha. Rồi bây giờ số 2 vừa kêu qua. Có 1. Số 10. Có 2. 22. Có 3. 53. Hợp lệ tôi quý. 541 hợp lệ. Xin chúc mừng cho chủ nhân đầu tiên. Rồi chúc mừng anh nha. À rồi cái team hồi nãy không chỉ mua dùm đặc biệt thì chứ gì. Và số 2. Có 1. Số 10. Có 2. 22. Có 3. 53. Hợp lệ. 5490 hợp lệ. Và chúc mừng. Trời ơi. Trời ơi. Đâu có nón này hơn chứ gì. Và số 2. Có 1. Số 10. Có 2. 22. Có 3. 53. Hợp lệ. 5451 hợp lệ luôn nha. Dạ 30. Chỉ chỗ bán nón hơn. Rồi. Và số 2. Có 1. Số 2. Số 10. Có 1. 22. Có 2. 36. Có 3. 59. Có 4. 5490. Xin chúc mừng. Trời ơi. Phải không xí mũi đâu, chỉ chị lên. Rồi nghe chưa. Chúng ta cùng quay ban. Cảm ơn Pháp. Cảm ơn Pháp. Pháp ơi, bây giờ Pháp qua quay ban giùm đi ha. Bỏ banh vô đi cưng. Pháp quay giùm chị ra 1, 2, 3, 4 trái banh cho 4 anh trên đây nha. Ở dưới mình đang phục vụ đặc biệt đúng không? Đặc biệt đúng không? Ok, kính thưa quý vị, phần đặc biệt thứ tư trong buổi tối ngày hôm nay với giá là 30.000 đồng. Và sau phần trao giải này chúng ta sẽ đến với một trong những nhân vật mà quý vị cũng đang rất là mong chờ quý vị. Kính thưa quý vị, không tưởng tượng được tạo hình của cô ấy ngày hôm nay đâu quý vị, khủng khiếp lắm. Em đang hồi hộp xin hộp xem. Rồi, và em đang nhặt được cái chìa khóa. Và chìa khóa này Honda
Thì qua Honda Island rớt Honda Island kiểm tra nhận lời giùm cho em nha. Chị ơi, dạ mình kiểm tra trong túi của mình xem thử coi là mình còn cái chìa khóa mà. Chìa khóa này rất nhiều cái chìa khóa trong một cái chùm, là có nghĩa là nó sẽ là chìa khóa nhà kèm theo là chìa khóa két sắt, tủ rồi cửa rồi tùm lum hết thứ các. Rồi em số nha. Rồi, nhanh lên giùm chị đi Pháp ơi. Rồi Pháp, Pháp quẹn đi Pháp ơi. Pháp ơi, em đặt cái gì Pháp nè. Rồi cảm ơn Tăng Pháp nhiều nha. Tăng Pháp trời ơi. Tăng Pháp tưởng thị Pháp rồi đi dẻo quá. Là 13 15 trời ơi 56 quá hết anh này 12. Trời ơi, chúc mừng em nha. Rồi bây giờ mời anh 13, 16 và 12 quầy ông kia nhận gấu giùm cho em ạ. Rồi bây giờ anh trở lại sân khấu nha. Dạ. Anh ơi cho em hỏi anh tên gì và từ đâu đến được không ạ? Mình tên Vinh từ quận 8. Anh Vinh quận 8 mà nãy anh ngồi nguyên team của anh tới mấy người lận phải không? Dạ, yeah, trời câu lạc bộ quận 8 phải không? Rồi xin mời anh nhận 5 con từ phía anh không ạ? Mời anh kiểm tra. Anh tên gì vậy chị? Anh chị quên rồi. Cái gì vậy? Anh tên Vinh. Anh tên Vinh. Ừ, có cái gì lạ đâu, tôi đi bầu chị quên tên. Ok, chị bị mất trí nhớ rồi. Ừ. Rồi, dạ đúng rồi, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chúc mừng anh Vinh. Dạ, mời anh. Dạ, kính thưa quý vị khán giả thì... Và ngay bây giờ đúng không quý vị? Đúng rồi, ngay bây giờ dạ. Kính thưa quý vị, một trong những phần trình diễn mà phải nói là sẽ giật dậy sân khấu của chúng ta. Bùng nổ. Bùng nổ. Một quả bơm. Một quả bơm hẹn giờ. Không biết chừng nào nó sẽ bùng nổ, nhưng nó sẽ nổ, sắp nổ và đang nổ. Thank you.